Trong tuần làm việc đầu tiên của Quốc hội, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Đa số các đại biểu đồng tình với đánh giá của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và cho rằng các báo cáo cơ bản đã nhận diện đúng thực trạng tình hình. Nhấn mạnh năm 2023, bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều bất ổn, đã có tác động tiêu cực nhất định, cả trực tiếp, gián tiếp đến tình hình kinh tế nước ta. Các đại biểu cho rằng, nếu có giải pháp thích hợp, đồng bộ, thì quý 2, quý 3, quý 4, kinh tế nước ta có thể bứt phá. Cần phải có giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, có những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn để đẩy nhanh vốn đầu tư công, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, cần siết chặt kỷ luật kỷ cương trong đầu tư giải ngân, chủ động rà soát để điều chuyển vốn theo thẩm quyền, đưa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, có giải pháp để khơi thông cái dòng vốn, tạo điều kiện để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn, nhất là các nguồn vốn hỗ trợ theo nghị quyết 43. Cũng ngay trong ngày đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành kiện toàn một số chức danh chủ chốt. Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Quang Mạnh giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu kỳ vọng các vị trí chức danh mới được Quốc hội bổ nhiệm sẽ làm tốt vai trò của mình. Tôi cho rằng là Quốc hội cũng đã có một cái sự chuẩn bị về công tác nhân sự sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, thì tôi cùng nhiều Quốc hội rất là tin tưởng vào cái năng lực của hai nhân sự mà được Quốc hội bầu và phê chuẩn. Đáng chú ý, tại kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Đây cũng là lần đầu tiên việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội được đưa ra thảo luận tại hội trường, thể hiện tinh thần đổi mới về công tác dân nguyện của Quốc hội. Đề nghị Ban dân nguyện tiếp tục quan tâm hơn nữa, đôn đốc việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri với các bộ ngành trung ương, nhất là kiến nghị của cử tri được tiếp thu triển khai nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Ban dân nguyện cần chú ý giám sát về nội dung trả lời thực hiện các kiến nghị đối với vụ việc còn chậm, nhiều bức xúc nổi cộm. Những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần đã được trả lời nhưng chưa có chuyển biến tích cực. Tôi cũng đề nghị Ban dân nguyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh lựa chọn một số vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần chưa được giải quyết, trả lời để đưa vào công tác báo cáo dân nguyện hàng tháng. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Đa số đại biểu Quốc hội đánh giá cao hoạt động giám sát của Quốc hội thời gian qua có nhiều đổi mới. Các đại biểu cũng đề xuất kiến nghị một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát. Trong đó, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế theo dõi, đánh giá việc thực hiện kết quả giám sát được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến. Đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm xem xét sửa đổi bổ sung luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân để kịp thời khắc phục những bất cập hạn chế đã được chỉ ra nêu trên và những hạn chế đã được chỉ ra tại cái tờ trình đầy đủ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo đẩy mạnh và thực hiện chặt chẽ hơn hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cả cấp trung ương và địa phương. Đề nghị tiếp tục quan tâm giám sát việc thực hiện lời hứa của các vị bộ trưởng, trưởng ngành, các thành viên của Chính phủ. Đây là vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm. Trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 5, các đại biểu Quốc hội cũng tập trung thảo luận sôi nổi một số dự án luật như luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Công an Nhân dân 2018, dự kiến được thông qua tại kỳ họp lần này, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật đấu thầu, luật xuất nhập cảnh,